sinh. Vàng da là hiện tượng thường gặp ở trẻ sơ sinh. 60% trẻ sơ sinh đủ tháng và 80% trẻ sơ sinh non tháng sẽ có vàng da. Vàng da được chia làm hai loại, đó là vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý. Vàng da sinh lý thì thường tự hết và không nguy hiểm, trong khi đó vàng da bệnh lý nếu không được điều trị thì sẽ có thể gây những biến chứng sau này. Vậy làm thế nào để biết được con mình có vàng da? Ba mẹ có thể nhìn bằng mắt thường dưới ánh sáng mặt trời, hoặc nếu trường hợp khó nhận biết, mình có thể dùng một ngón tay ấn lên vùng da của con, giữ trong vòng 5 giây, sau đó buông ra. Nếu vùng da chuyển sang màu vàng thì bé mình có bị vàng da. Nếu muốn biết chính xác, ba mẹ có thể đưa con đến bệnh viện để làm xét nghiệm vàng da. Vậy làm thế nào để điều trị vàng da? Hầu hết vàng da sinh lý đều không cần phải điều trị mà tự hết trong vòng 7 đến 10 ngày. Một số trường hợp vàng da nặng mình cần phải điều trị bằng phương pháp chiếu đèn. Một lưu ý nhỏ đối với ba mẹ là phơi nắng không giúp điều trị vàng da, vì cường độ ánh nắng mặt trời vào buổi sáng rất yếu và trẻ cũng không thể tiếp xúc với ánh nắng trong một thời gian dài được. Vậy khi nào cần đưa trẻ đến bệnh viện? Khi ba mẹ thấy bé vàng da toàn thân, vàng cả lòng bàn tay và lòng bàn chân, vàng da kéo dài trên 2 tuần đối với những trẻ đủ tháng và trên 3 tuần đối với những trẻ 5 tháng, vàng da kèm theo những dấu hiệu bất thường như sốt, ú kém, phân bạc màng. Nếu thấy thông tin này bổ ích, ba mẹ hãy chia sẻ thông tin này đến với nhiều người hơn nữa nhé. Nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần trao đổi, ba mẹ hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại ba mẹ với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu kỳ sau.